Xin chào tất cả các bạn, mình là Tân, mình đến từ JPI. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng demo một con đàn nói chung là rất là đỉnh cao đến từ thương hiệu Martin. Đây là một con những cái đàn mà kiểu Martin thiết kế dành cho các nghệ sĩ biểu diễn, có hiệu là GBCBA4. Con Martin này thì nó xài bit cup F1 analog cho cái tiếng âm thanh rất là sáng. Mặt top thì là thông Sika, mặt lưng và hai bên thì là Chapel, cần thì là Mahogany và mặt cần thì là Ebony. Đó, rất là đẹp, rất là mới, chưa có dấu hiệu gì gọi là đã qua sử dụng. Đó. Và chúng ta hãy cùng test tiếng âm thanh mộc của nó nhé. Ok, và chúng ta hãy cùng test thử tiếng equalizer của cái đàn nhé. Thank you.
Ok, và đó là phần demo của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến phút cuối. Và chốt lại là mình cảm thấy cái đây đàn Martin GBCBA 4 này là một cái đàn thật sự tốt. Và nếu mọi thắc mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.